Trời ơi, bữa nay là màn hai cảnh ba của dì Tư ra qua ăn tiếp nữa nè. Ở Ngồi gần nhà mấy đứa em qua ăn trực tiếp. Ngoại phim. viên đó. Ngồi rồi mấy đứa em đãi toàn là bầu ngư đồ con cá sống nè, thấy chưa? Sao anh? Nói cảm giác rồi, cái mỏ ăn tới láng hết trơn. Này là chỉ ăn xả dao thôi á. Ăn xả dao thôi không dì Tư? Mới bỏ vô mấy con bầu ngư rồi đó. Bầu ngư bự này nè, đi chắc ra. Ngon hơn ngày qua ăn không được. Rồi tôm tái chanh nữa nè, dì ba làm tôm tái chanh nữa đó. Rồi uống rượu đỏ, dì Tư đãi rượu đỏ kêu vui cái gì vui đi. Thôi là uống nhẹ nhẹ thôi, uống nhiều kỳ lắm. Nghe dì ba. Uống nhiều nó hao. Uống nhiều nó hao, vậy mà dì Tư cho uống phải không? Phải sáng sáng nha. Nói gì mà uống sai với dì Tư rồi. Đó. Ồ ngon không? Lẩu. Bữa nay là đổi lẩu rồi nha, lẩu thơm dăm. Đó, lẩu thơm dăm. Thơm dăm mà ăn với đồ hải sản. Ngày qua thì lẩu ngọt thôi. Cá xem mình. Đồ ngon quá, mời cả nhà. Ngon ngon. Bây giờ mấy chị em không có khách cưới vậy đó. Tôm tái chanh nè bà con ơi, kiểu Thái nha. Em gái mình làm. Ừ cái này chả cá đắt lát. Á à, quên nó lộn cá thu. Chả cá thu gì ba cạo làm đó, ngon chưa? Ngon lắm. Ba cháy bụi chét, mời cả nhà ăn nha. Ô nó còn cay quá gì ba ơi. Cay cay. Rồi bầu ngư, bầu ngư, bầu ngư. Gì yếu rồi. Yếu rồi, ăn ớt hết được rồi. Đó gì vậy? Ăn được cái gì thì gán ăn đi nha. Có chén nè con. Ở đây nè, lấy ghế ra đứng đi con. Đứng mình ăn mới được, không có đứng ăn không được đâu. Ngồi xuống mất tiêu cái lẩu thì. Ăn lẩu phải đứng, đứng đằng dòm. Nghe là thấy cái hướng nào mình quất liền. Bầu ngư vừa nhúng tới chúng lui gì nó chín được rồi bà con. Đó. Quậy quậy chút xíu là ăn sống còn được mà. Nghe Lan nói ăn sống còn được, nó thiệt nó ăn sống chứ bộ. Ờ mà ăn sống luôn thì được, không sao mà nướng thì phải nướng cho chín. Rồi mời cả nhà nha bầu ngư. Ăn dựng ba nhúng, ăn dựng ba. Mời nguyên con hả? Mở vô, mở vô, mở vô. Mấy đứa em này cứ nại mời nguyên con bỏ vô giường ba, bầu ngư cái đống bỏ vô ăn. Để em thôi ăn, tới chiều nay ế nữa đó. Bầu ngư ế, thôi ăn cá sống đi. Để giống như ốc bu vậy đó. Má nói một lần, má nói cho ai, má nói cái này tao dòm thấy giống như con ốc lát, ốc bu vậy, má nói gì đó. Nói cho sang vậy chứ má nói sao bụng ngư tao dòm giống ốc lát, ốc bu vậy. Cá xem mình mời cái nhà. Ăn hoài mà sao nó ốm nhôm ốm nhách hết trời ơi. Ông Liêm ơi, ngu tuổi gì mà ốm nhôm ông Liêm. Cỡ đó mà còn ốm. Đừng có má kêu, nói đừng ốm có kêu riêu anh hai hả? Rồi quay qua mặt cái tạc ăn nè. Rồi à, nuôi hoài sao em ốm nhôm vậy? Nuôi sao mà ốm nhôm mà mấy đứa em. Nè cái này nãy giờ đi sơm bầu ngư sao lại. Đây đây đây. Nãy giờ ra biển lặn nè trời. Nó đem cái phao theo nó mà lặn không xong. Bị má la. Nãy giờ bây giờ đó bầu ngư đáng lẽ hồi xưa mình không ăn cái này đâu, rồi giờ ta nói ăn bổ tại ốm quá ăn cho nó chị bổ bệnh, chút bị xíu bệnh. Chị bệnh à. Bị bệnh chị bệnh ăn uống. Mời cả nhà cái này nuốt vô dám chẳng trắng là gì ba bệnh viện á không sao ở đây quên tám nè nè đứa mặt lên đây nó đang nóng gần chết mày không nói tao cười mày chắc là làm đôi. Để mình kéo đi. Không, nó mềm xèo rồi vậy bà. Mềm lắc nè, được. Ngon nha. Mềm xèo à. Ngon ha. Gán ăn đi nha. Bữa nay gán ăn cho hết này đi nha. Đây và rượu Muisca này uống rất ngon nha bà con. Hiệu này Lan thấy uống ngon lắm nè. Ờ, ngon quá, rượu Muisca nè. Mời cả nhà uống nha, uống rượu Muisca cá sống. Còn cái gì bằng nữa.
ngon quá. Dễ uống lắm, ngọt ngọt ngon, uống muối ca. Ôi mua trái sầu riêng muối, một muối bự ở đây à nha. Đây. Đây. Má, mời. Má cầm y gì cho con này. Con khúi. Đó bữa nay mượn má quay phim nha, đó con mở nó ra. Đây có muối bự quá má. Má nói ngọt lắm, má nói sầu riêng ngọt. Đây à, sầu riêng chín cây nè, đó. 13 đồng hả má? Mỗi bữa 18 cây cái sum sum mới có nè. Ô đây nè bà con, ngon chưa? Nào đầy đủ hơn muối đấy à. Ngon, muối bự bự không ạ? Ờ, rửa cái trái dài mà suông vậy là ngon nè. Eo eo. Rồi ban đợi chị chút. Ô đây nó là gì ba ơi, ngon quá rồi. Mới thấy mình lựa được trái sầu riêng này suông mà dài. Hên á, chắc hên rồi, không biết sữa lựa đâu bà con. Trái suông mà dài vậy nè. Đó, má khen á, đó. Đều, đó còn thứ được 4 muối nha bà con, ngon chưa? Nó u nặng ngay chính giữa là không có muối. Không ngon phải không? Ngay à. Dì ba ăn sầu riêng dì ba ơi. Ăn sầu riêng ha, bánh kem đây con cào, con rửa tay. Bánh này hai, bánh kem 200 mấy á, không ăn. Cái bánh 200 mấy hả? Dễ hả, 2 tầng mà. Mấy tầng? 2 tầng. 2 tầng thôi. Tại vì nó bánh 8 tầng hay 9 tầng ăn cưới hả? Ủa, cho ba hết cục mày ăn dữ lắm là mập bà dì ba ơi. Không mập đâu, trời ơi. Nó nói không mập đâu bà con ơi, ăn đi. Không mập đâu. Để đem sầu riêng qua đây ăn, để chị đem sầu riêng qua. Ăn đi rồi mai đẹp. Ăn đi, bữa nay có đồ ăn, ăn đi, mời đây ạt nha bà con. Trời ơi. Đất sao mày ăn nhậm gì? Rồi, ăn bánh hả? Vô. Rồi, mới có 1 cái rồi ăn nữa hả? Đây, đưa nguyên cái này luôn đi. Đây, lấy nguyên khúc này ha. Ở đây, đây. Dĩa này để ngồi ta bỏ. Đưa đây. Rồi mời cả nhà ăn sầu riêng nha. Má thì nói ngọt đây không biết sao. Trời ơi cái này tao thấy bóc chắc dễ hơn gì ba ơi, xương xương coi. Đó, phan đây. Thôi bóc đi bà con ơi, nó lạnh nha. Sầu riêng đông đá. Mời cả nhà. Ăn sầu riêng dễ nhất. Ăn sầu riêng bóc rồi. Để cho rửa xong rồi còn có cái mùi sầu riêng. Trái này là hơn 2kg, 2kg mà 3. Bóc bà con ơi. Bóc dễ ăn nhất à. Bánh nữa. Vô miếng bánh nữa em ơi, đây ợt bà con ơi. Bữa nay ăn đi cho đã, em ơi đây ợt, mời cả nhà. Mày ăn tuyệt hai bữa. Ngon quá. Rồi từ từ ăn. Còn sầu riêng đây nữa. Kết thúc phim. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan nha. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.